Sáng nay, Trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu phối hợp với Công ty Cổ phần Thiết bị Bay Agricron Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật vận hành sử dụng máy bay không người lái phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các xã viên Hợp tác xã Nông nghiệp huyện Phước Long và Hòa Bình. Tại lớp tập huấn, các xã viên được cán bộ kỹ thuật của Công ty Agricron Việt Nam hướng dẫn cách vận hành, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng máy bay phục vụ sản xuất nông nghiệp. Máy bay không người lái có ưu điểm giúp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí, phun thuốc đều hơn, tiết kiệm lượng thuốc, lúa không bị giẫm đạp trong quá trình phun, giúp bảo vệ sức khỏe người sản xuất và mang lại hiệu quả cao. Đợt này, Trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu phối hợp với Công ty Cổ phần Thiết bị Bay Agricron Việt Nam đầu tư 40 bay không người lái cho các hợp tác xã tại huyện Phước Long và Hòa Bình. Mỗi máy trị giá trên 500 triệu đồng. Trong đó, Trung tâm Khuyến nông đầu tư 40%, còn lại 60% do các hợp tác xã tự đối ứng.